Ok và hãy chào bạn đã trở lại với channel mình, mình là Trung Gaming đây. Và hôm nay chúng ta sẽ mod chiếc xe buýt bảo tố với 400% mã lực nha. Không biết xe buýt sẽ chạy như thế nào thì nó được 400 mã lực đây. Và bây giờ chúng ta sẽ gọi một chiếc xe buýt ra. Xe buýt là cái loại nào đây ta? Chắc bên dòng xe tải quá. Xe van á. Xe buýt đâu? Cho em một chiếc xe buýt. Có xe gia đình nữa kìa. Ok, các ý kiến của bạn nhớ comment bên dưới nha. Ý kiến nào được nhiều like nhất thì mình sẽ làm nha. Các bạn share xong các bạn comment á thì sẽ khả năng thì sẽ được nhiều like hơn. Với lại được mình nhìn thấy thì mình sẽ làm thôi. Nếu hay nha. Đây xe buýt đây, đi xe buýt phun trang màu đỏ đi. Ok. Giờ 400% mã lực. Để mình cho vài hành khách lên xe nữa. Lên xe em ơi. Đó. Bốn đứa. Chở tụi bay đi du lịch á. Ra đi. Không sử xe buýt, xe bus thì phải có khách chứ. Thằng ngu này. Fuck yourself. Nó tự chịu bản thân nó luôn á. Lên lẹ, con mắm kia. Xe bus gắn động cơ của Lamborghini sẽ như thế nào? Còn mấy ông quay đầu xe cũng khó nữa. Dài ghê luôn á, chiếc này 50 chỗ. À. Ngồi trong lái xe bus nè. Ôi tăng tốc kìa. Máy của Lam. Cái thằng thì xe bus nhưng máy của Lambo ha. Máy của Lambo mà còn độ thêm 400% mã lực nữa. Quá bá đạo. Thôi chạy lết bánh kìa. Á không phanh lại được. Sao xuống cao tốc đây. Muốn vượt xe nào là vượt luôn á. Ôi hiểm quá. Phải ngồi trước mới thấy đường lái. Xe này dài quá, không thôi là không thấy đường phía trước. Rẽ lên cao tốc hả? Ui ui ui. Cao tốc này đông người vậy. Quẹt bây giờ. Ôi bứt tốc kìa. Cái này tổ lái hơi mệt à. Rồi tổ lái kìa. Đánh đường coi. Quân trang dài láo vậy đó. Coi vừa coi vừa coi. Ý. Quân đường coi. Ôi có chiếc cơ bắp phía trước mà chạy chậm hơn mình đó. Lên luôn. Ôi quá quá ngầu. Xe này giới hạn có 120 km/h mà mình chạy. Ủa 120 dặm, 120 dặm mà mình chạy hút đồng hồ luôn. Đó quân trang cơ hội để vượt liền. Xe bảo tố. Ơ à, trời ơi. Đợt 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 đợt. Không sao. Chỉ nào pha qua. Qua vẹt nhẹ thôi. Thì chúng ta vẫn tiếp tục hành trình. Ủa nó mạnh như vậy. Lên grip bánh xe luôn kìa. Đầu hơi bị mớp một chút. Đó, cái đầu bị mớp rồi. Thấy không? Sửa xe cái. Shit. Ba trăm.
350 rồi, đang ở số 3. Đâu đường này đông quá, mình phải slow con xanh nghe sang. 450 không? Đụng cái ác có biến quá. 540 không? Trời ơi, nhanh. Hạ tốc độ lại. Hãm lại. Lái xe quá điêu luyện, tài xế xe khách hay nhất vịnh Bắc Bộ. Ý à. Hết hay nhất vịnh Bắc Bộ luôn rồi. Tài xế xe buýt này kinh nguy hiểm vãi lờ. What the fuck? Má chạy rồi luôn nguy tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Xe bus bị mất méo nặng nhưng vẫn chạy được. Đang bứt phá lên. Trời văng ra ngoài luôn. Oh no. Hành khách đang xuống xe nhưng mà không sao. Nó lại đi một hành khách đã bị văng ra và chết. Tai nạn quá nguy hiểm các bạn ơi. Lên xe đi. Dạ mình cũng biết xe buýt. Mình nên chỉnh thời gian sớm hơn đi để tối thui không thấy đường chạy. Rồi nè bạn ơi. Đeo dây an toàn vô nữa. Đó. Để tự tin chạy nè, vụ tai nạn năm trên vận tốc 540 sẽ như thế nào ha. 400 nè. Ép container luôn. Xe phương trang chấp hết. Container nè. Rệt mở container. Đồ đẩy lùi container luôn. Quá mạnh. Đẩy lùi luôn nè. Bánh xe đầu rít khói vậy đó. Đẩy lùi luôn anh ơi. Không, container mà còn phải chịu hô mình nữa mà. Mình quá mạnh. Phải nói là vậy. Nè, chiếc xe tải nè, thôi. Tha nó đi. Đụng xe nào giờ. Ơi, Audi kìa. Ây á, văng ra giữa đường rồi. Má nè. Nguyên cái đường cao tốc bị mình trừ khử hết luôn rồi. Đẩy xe tải nè. Xe du hiền á. Ủa cái gớt cái dè du hiền nha luôn. Em đẩy tiếp cho. Ý trái kìa. Mẹ. Sắp mặt. Chết trái bình xăng. Trái bình xăng. Nhanh lên. Xong. Trái kìa các bạn ơi, mình phải cứu chiếc xe bán tải. Để tôi tông nó ra cho. Đó, mình vừa cứu được tài xế xe bán tải. Em nữa mình lao xuống đèo rồi. Bứt tốc. Lao xe buýt vô khu quân đội luôn nè. Chơi lớn luôn. Không gì phải sợ đó. Ý. Khu quân đội còn cách xa khoảng 3-4 cây số nữa. Với niềm tin chúng ta có thể chạy tới đó một cách an toàn. Ôi ôi cái đường. Nhìn chiếc xe đó quá trọng tải. Đó. Em ơi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ có một pha YOLO vào khu quân sự bằng xe bus nha. Những xe bus này là có 102 luôn á. Rồi chuẩn bị YOLO. À. Oh yeah.
Ây da. Nhanh lên. Bà con của bác ơi. Ý, máy bay nó hạ cánh kìa. Hay lắm. Chặn đường máy bay luôn. Oh yeah. Mình vừa chặn được một chiếc, một cả một cái chiến cơ mà đụng vô mấy xe bớt luôn mà. Hạ cánh đúng lúc đó con. Cho mày gãy cánh nè, đại bàng gãy cánh nè, diệu hâu gãy cánh nè. À. Còn báo động vang lên rồi. Chiến xe bớt chúng ta sẽ bị công an bắt lại. Ôi, rip bánh xe kìa. Ây da. Má rip không thể dừng lại được. Non gì non stop. The fuck out of here. Máy bay chở quân đội đã tới. Ui, 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 xe tăng. Con heo gì vậy? Ý, trời ơi, nó bắn viên đạn lướt qua luôn kìa. Nè, thử phanh xe lại nè. Thử phanh. Không phanh là được. Mẹ kiếp. Bức tóc này, ui máy bay trực thăng gì vô quân đội nhóc từ lưa tà la hết. Thử phanh lại nè. Rồi phanh từ Mỹ gần đây luôn á. Chiếc xe bớt nó muốn phanh lại một lần là như đó thì khoảng cách đó bạn. Rồi xe tăng kìa. Xe tăng hâm nuôi phải nồi. Đừng bắn em vô tội. Lái quá đỉnh. Sẽ ăn cắp một chiếc chiến cơ để mình bay ra khỏi đây. Đó là cơ hội sống, cơ hội sinh tồn duy nhất của mình. Mấy con mập ra câu thời gian đi cho tao chạy hót. Đó, tụi nó đang câu thời gian cho mình á. Hay lắm. Đầu bắn phá thôi. Bị cái cánh nè. Cái cánh. Chúng ta sẽ bay. Ý. Bay áp lóc rồi. Né. Không. Né. Ở dạ. Ủa cô gái chúng ta đã ra khỏi được không phận của quân đội. Ừ. Có một chiếc chiếc nó đang chỉ sát mình kìa. Mẹ nó dưới kìa. Mày dám bắn bố mày hả mày? Hai quả. Tiêm kích hả mày? Hai quả đạn ngược. Hạ gục. Đã hạ gục mục tiêu. Trở về căn cứ. Còn một chiếc. Còn một chiếc. Chiếc máy bay không dặn nữa. Chiếc này để mình. Đang trong tầm ngắm. Sử dụng đạn cano. Tiếp cận mục tiêu. Bắn không trúng. Đã bắn 2 viên. Chiếc máy bay đang tiếp tục rời khỏi không phận của nước ta nên nó tiếp tục chi sát. Máy bay đang cháy. Nghĩ nó sẽ rớt sớm thôi. Rồi. Tiếp tục nhắm bắn mục tiêu. Ừ. Nhảy ra khỏi máy bay. Mình đã lao thẳng máy bay vô chiếc khăn đó. Đéo hiểu tại sao mình lại lao vô luôn. Sóng biển dưới kìa. Đẹp phải. Có chiếc khăn tới mình phải lặn xuống biển nhanh lên. Nó đã phát hiện ra mình rồi. Không ổn tí nào. Lặn biển thôi.
Đường biển này mẹ đéo có đất gì để trốn. Thôi có cá kìa. Sẽ giết vài con cá để có gì đó để ăn. Mà đất gì ăn với nước. Ê cano cano. Over here, tôi ở đây nè. Lại đây đi. Chú cảnh sát ơi, tôi ở đây nè. Không có gì để mình tạo tiếng ồn được. Mẹ chị Khăn thấy rồi. Chị Khăn. Lặn xuống bắt cá cho rồi. Thám hiểm đồ sâu luôn. Ông mặt trời kìa. Đi tới sâu hẳm đại dương luôn nè. Ông mặt trời đang bị tắt nắng. Ôi shit, sâu dữ vậy trời. Đẹp ghê luôn á. Ê, học máu, học máu. Xong, thôi xong, thôi xong, thôi xong. Chết rồi. Dạ ok, video hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Nếu bạn thấy hay đừng quên bỏ lại một like và subscribe để ủng hộ channel của mình. Thì sắp tới thì mình có chuẩn bị lắp một cái dàn máy tính mới để có thể chơi nhiều game như là ARK, mấy game như Watch Dogs, rồi Survival đồ á. Nếu bạn nào có muốn ủng hộ mình, donate ủng hộ mình mua cho một cái cấu hình thiệt là mạnh, thì bạn nhớ xuống phần dưới liên hệ Facebook mình nha. Mình có để lên Facebook mình dưới phần description á. Nào muốn donate ủng hộ thì có thể xuống dưới rồi inbox liên hệ cho mình. Ok, tạm biệt các bạn.